Vừa qua, một người phụ nữ họ Tương đã được chuyển đến Bệnh viện Phương Đông thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc khi bị một thanh thép kỹ dài xuyên qua người từ hông phải khi đang làm việc tại công trường xây dựng. Theo truyền thông địa phương, chị Tương đã rơi từ độ cao 3m trong quá trình làm việc tại công trường xây dựng, khiến một thanh thép xuyên qua người. Chia sẻ với phóng viên, các công nhân có mặt tại hiện trường nói rằng máu của chị Tương lúc đó phun ra như một đài phun nước trước khi anh ta chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, các đồng nghiệp của chị Tương nhanh chóng cắt ngắn thanh kim loại rồi đưa chị tới bệnh viện cấp cứu. Bức ảnh chụp X-quang cho thấy thanh thép đã nhô ra khỏi vai của chị Tương, toàn bộ phần cơ thể bên phải của chị đều bị thanh thép xuyên qua, chẳng hạn như thành ngực trước, phổi, gan, bụng, xương chậu, mông. Tuy nhiên, chủ yếu là chị Tương bị tổn thương gan và phổi, cụ thể chị bị tràn khí màng phổi. Chị Tương đã bị chảy máu rất nhiều và trong tình trạng nguy kịch, cần phải phẫu thuật ngay để lấy thanh thép ra. Cuối cùng, ca phẫu thuật diễn ra thành công sau 3 tiếng chạy đua với thời gian. Thanh thép khi lấy ra khỏi cơ thể chị Tương khiến mọi người đều phải thốt lên kinh hãi và ai nấy đều nhận định rằng chị còn sống là một kỳ tích. Bởi lẽ thanh thép này dài tới 71cm, tuy đâm xuyên qua cơ thể chị Tương nhưng may mắn thay lại không đâm trúng các cơ quan nghiêm trọng và mạch máu chính. Bác sĩ Li Jia, giám đốc bệnh viện nói với đài truyền hình Quảng Đông, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, cô ấy thật may mắn khi tránh được các mạch máu lớn ở phổi và ngực. Hiện tại, chị Tương đang trong tình trạng ổn định, hồi phục rất tốt tại bệnh viện.